Ngọc Khánh xin được gửi lời chào mừng nồng nhiệt đến toàn thể quý vị đến với bộ sưu tập thu đông 2014 The Twins. Ladies and gentlemen, welcome to The Twins by Đỗ Mạnh Cường. Kính thưa quý vị, lấy ý tưởng từ những điều kỳ diệu của tạo hóa, khi mà hai cá thể sống được hình thành nên với sự giống nhau đến gần như là hoàn hảo. Twins, những cặp song sinh, không chỉ dừng lại ở việc có hình thức giống nhau, mà dường như giữa họ còn có một sự gắn kết hết sức đặc biệt về tâm hồn. Ngay như trong cách ăn mặc, họ cũng luôn chọn cách ăn mặc phục sức giống nhau, đẹp, hài hòa, hai mà như một. Chính vì vậy, việc quan sát và cố gắng lý giải ngôn ngữ ngầm giữa các cặp song sinh là một điều hết sức thú vị và đầy bất ngờ của cuộc sống. Ladies and gentlemen, the collection is inspired by the wonders of nature's miracles. When two living creatures were created with an almost identical set of features, twins, they don't stop being physically distinguishable. They also connect spiritually. They are soulmates. They usually dress as one as well, and trying to interpret the underlying message between twins is a mystical, yes, exciting task. Đêm nay, trong sân khấu huyền diệu và công phu, nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường muốn thể hiện phần nào sự kỳ diệu của tạo hóa thông qua ngôn ngữ thời trang. Tonight, in the magical and marvelous sense, designer DMC wishes to impart this miracle via the language of fashion. Để có được buổi tối hôm nay, Ngọc Khánh xin thay mặt ban tổ chức chân thành cảm ơn đến các nhà tài trợ. On behalf of producers and designer Đỗ Mạnh Cường, I would like to thank our generous sponsors whose support and contributions have allowed us to create such a wonderful and successful show tonight. Đầu tiên, xin được trân trọng giới thiệu. First of all, we would like to welcome Tổng Giám đốc Mercedes-Benz Việt Nam, General Director of Mercedes-Benz Việt Nam, Mr. Michael Behrens. Đại diện của Lavender Clinic and Spa, Madam Nguyễn Thu Hà. Đại diện nhãn hiệu Moroccan Oil, ông Duy Hồ. Cùng hai đối tác truyền thông, Our Media Partners, tạp chí thời trang quốc tế Harper Bazaar Việt Nam, phòng Harper Bazaar Việt Nam, Madam Trần Nguyễn Thiên Hương, kênh truyền hình Grand TV, phòng Grand TV, Miss Ash Pemut. Chúng tôi xin trân trọng kính mời ông Huy Cận Phạm, giám đốc chương trình, lên tặng hoa cho các đơn vị tài trợ. Cảm ơn sâu sắc đến sự hỗ trợ rất tận tình và chuyên nghiệp của Gem Center. Xin cảm ơn ông Maran Plaza Club Sheraton Hotel, ông Khánh Casa, nhà hàng gạo, nhãn hàng Aquafina, Bảo An Long Vân, cùng tất cả đại diện các cơ quan thông tấn báo chí, kênh truyền hình trong và ngoài nước đã có mặt và đưa tin cho sự kiện này. Xin được chuyển lời cảm ơn tới ekip thực hiện chương trình. I would like to thank our wonderful production team, show director, đạo diễn Phạm Hoàng Nam và AV production. Music, âm nhạc Fabian. Chỉ đạo các lớp Xuân Lan cùng 140.000 mẫu. Mức lớp Mang Trung, tạo máy tóc, Wallace Sandberry,
Robert Ham đến từ Moroccan Oil, New York City. Và Don Ho đến từ Canada. Nhất ảnh gia Milo Trần, Lý Võ Phú Hưng và các cộng sự Trần Film Studio. Và nhưng đặc biệt hơn hết thì chúng tôi xin gửi lời cảm ơn nồng nhiệt và vô cùng đặc biệt đến sự hiện diện quý báu của tất cả quý vị quan khách trong buổi tối ngày hôm nay. Quý vị đã đến với chúng tôi từ rất nhiều nơi trên thế giới và các vùng của Việt Nam. Especially we would like to express our sincerest thanks to honor our guests for attending our event tonight. Once again, thank you very much. Mặc dù show diễn năm 2014 chưa bắt đầu, thế nhưng Ngọc Khánh cũng xin truyền đến lời hẹn cùng với quý vị. Show diễn xuân hè năm 2015 sẽ được tổ chức vào ngày 14 tháng 6 tại thành phố Beverly Hills, California, Hoa Kỳ. We will see you again at the spring and summer 2015 show. We'll be held in 16th of June 2015 at Beverly Hills, California's United States. And now, ladies and gentlemen, just relax, sit back, and let us bring the twins to you. Và bây giờ, bộ sưu tập Thu Đông, The Twins của nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường xin được phép bắt đầu.